Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 36mm với mã hiệu là 118138. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về lịch sử của thương hiệu cũng như là một chút về dòng Day-Date này các bạn nhé. Tại Bezoogua 2013, Rolex đã giới thiệu đến công chúng 6 chiếc đồng hồ Day-Date 36 được giới mộ điệu đánh giá là đầy mới lạ và rất là độc đáo. Có thể khẳng định đây là lần đầu tiên Rolex mang đến những chiếc đồng hồ đầy màu sắc, mang đậm hơi hướng của thời trang và phong thủy nữa các bạn ạ. Quay ngược trở về quá khứ, kể từ khi xuất hiện năm 1956, dòng đồng hồ Day-Date chỉ được sản xuất trong chất liệu là kim loại quý như vàng hoặc platinum. Và với phiên bản sản xuất năm 2013 cũng không phải là ngoại lệ. Vẫn theo truyền thống cũ, Rolex dựa vào chất liệu vỏ khung để đặt tên cho từng mẫu đồng hồ của mình. 6 mẫu đồng hồ với 6 màu mặt số khác nhau được Rolex sản xuất trong 3 chất liệu cao cấp như là vàng trắng này, vàng hồng và vàng vàng. Chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 118138 mà Gia Bảo Luxury đang sở hữu là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ bằng vàng vàng champagne hay còn gọi là vàng vàng, cùng với mặt số màu xanh rất là nổi bật. Thì chúng ta cảm nhận như thế nào về cái màu xanh lá của Rolex? Tôi có thể nói là màu xanh lá là một cái màu mà rất được Rolex ưu ái khi thương hiệu này luôn luôn sử dụng màu xanh để chế tạo những phiên bản kỷ niệm hay là những chiếc đồng hồ có một cái mức giá mà tôi phải nói là có giá thị trường nhỉnh hơn với những phiên bản có màu sắc còn lại, từ những chiếc Submariner The Hack này đến GMT Master hay là chính là chiếc Daytona Yellow Gold vàng vàng với mặt xanh phong thủy rất là đẹp và cuốn hút. Vành bezel của Rolex Day-Date này khi ra ngoài ánh sáng tự nhiên thì cũng tăng cái tính bắt sáng, sẽ óng ánh các bạn ạ. Có thể là những chiếc Day-Date năm 2013 này đều chung một lối thiết kế là đề cao tính cổ điển, mặc dù là vàng hồng hay là vàng trắng hay là vàng vàng. Tuy nhiên là những chiếc đồng hồ với chất liệu vỏ khác nhau thì sẽ đem lại cho chúng ta một cái nhìn khác nhau. Ví dụ như vàng hồng là trẻ trung, vàng trắng là lịch thiệp và vàng vàng thì nó là sang trọng. Ba chiếc đồng hồ này đều có khả năng chống nước ở độ sâu 100m. Tuy nhiên là tôi khuyên các bạn là không nên để những chiếc đồng hồ này tiếp xúc với nước. Bởi vì sao? Vì những chiếc đồng hồ này sở hữu dây da. Và khi mà dây da tiếp xúc với nước ở trong một thời gian quá lâu hay là quá nhiều thì nó dễ dẫn đến hỏng dây da. Khi chúng ta đeo lên tay dễ bị kích ứng và dễ bị có mùi, rất là khó chịu. Mặt số thì được hoàn thiện với phương pháp trải tia rất là nổi bật nếu đứng dưới ánh sáng cường độ cao, đặc biệt là dưới màu vàng của ánh nắng. Các cọc số chỉ giờ bên trong cũng được đính nổi cẩn thận, tạo hiệu ứng 3D và phủ chất phát quang thế hệ mới, tăng khả năng xem giờ trong bóng tối. Bộ vỏ của chiếc đồng hồ này và khóa đều được làm từ vàng 18 carat. Tôi nghĩ là rất là phù hợp với cái màu xanh như thế này. Bên trong những chiếc Rolex Day-Date phiên bản 2013 là một bộ máy tự động được chế tạo in-house, đó chính là caliber 3155. Ở thời điểm hiện tại, những bộ máy của Rolex đều buộc phải trải qua hai kỳ kiểm định nghiêm ngặt. Trước hết là từ COSC với tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp, cho đến kiểm định riêng của Rolex tiến hành trên một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh. Bộ máy caliber 3155 giúp chiếc đồng hồ thực hiện các chức năng cần thiết như là báo thời gian, báo thứ, báo ngày với ô cửa sổ góc 3 giờ một cách chính xác và bền bỉ trong vòng 50 tiếng. Với phiên bản Rolex Day-Date 36 của năm 2013, mức giá để sở hữu một chiếc phiên bản vàng vàng là 17.950 euro. Và sau đây là một số hình ảnh chiếc đồng hồ được trên cổ tay của chúng tôi. Và đây là cuối của video này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.